Hiến pháp về phạm luật chung và quy chế những người các cấp lãnh đạo phục vụ liên quan đến việc mời gọi và huấn luyện cơ tán cho phong trào xin tại Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chính kết quả sau mặt huấn luyện Samoitano tại San Jose vào tháng 4 năm 2014. Thay mặt cho ban chấp hành miền Tây, con xin trình bày với anh chị có tên sau đây đã được nhận vào hàng ngũ cơ tán của đoàn tử tạo về phong trào Hiến Thánh Lễ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Xin cho thư ký trao khen cùng chính trị khả năng cho họ. Vincente Nguyễn Diệp, Maya Nguyễn Lan Linh, Joan Bùi Trong, Anna Nguyễn Hạnh Phước, Teresa Vũ Linh, Maria Lê Oanh, Maria Bùi Quyên Chu Linh, Maria Vũ Ngọc Trâm, Cecilia Vũ Bích Thủy, Maria Nguyễn Phương Oanh, Marta Tô Thanh Trúc, Cecilia Vũ Chi, Yuse Nguyễn Thế Huy, Maria Nguyễn Hành và Francisco. Vì một lực lượng trợ tá hùng hậu của giáo sứ Sinh Ươi Rưu Sơ Bét thấy mặt hèm. Những một kiếp giáo sứ mà đại giao tụ họp nơi đây hết. Chúng ta tạ ơn Chúa và tinh thần rất là hăng say của các anh chị ở đây. Có lẽ vì tương lai của giáo hội, vì tương lai của chính con em của mình, các anh chị đã dấn thân hơn một bước ngoài những sứ vụ rất là quan trọng, chu toàn trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ trong gia đình, và anh chị công tác trong sinh hoạt của giáo hội, đặc biệt nơi giáo xứ Sinh Ươi Rưu Sơ Bét đây nói riêng. Và tuy nhiên với cái vai trò làm trợ tá, các anh chị cũng đóng góp vai trò rất là tích cực và xây dựng cho phong trào của nhiệm thể của miền Tây của chúng ta. Xin thay mặt cho cha tổng tuyên lý phong trào cũng như tất cả các anh chị trong ban điều hành trong miền Tây của chúng ta, xin cảm ơn từng trợ tá một, cảm ơn cho sự hy sinh của những ngày tháng vừa qua đã đi học hỏi, và trong những ngày tháng sắp tới sẽ công tác rất là đắc lực trong miền cũng như trong đoàn từ đạo viện. Xin chúc lành và ban cho những trợ tá những ân sủng rất cần thiết để qua những sự hy sinh, qua những thánh giá mà các trợ tá cùng vác với các cha tuyên lý cũng như các anh chị huynh trưởng trong đoàn của từ đạo đây, thì tất cả các em sẽ học hỏi rất là nhiều và sẽ yêu mến Chúa cũng như bắt chước theo tinh thần hy sinh đó. Các trưởng tá thân mến, nếu các trưởng tá thực sự muốn tự nguyện dấn thân để phục sự Chúa và giáo hội qua việc làm tông đồ cho giới trẻ thiếu nhi, thì nhân danh giáo hội và phong trào, tôi xin các trưởng tá hãy mạnh dạn bước tới. Quý trợ tá thân mến, quý trợ tá ý thức khẩu hiệu của người trợ tá thiếu nhi thánh thể là gì không? Thưa là phục vụ. Để phục vụ phong trào, quý trợ tá có hứa sẽ sống ngày thánh thể, hợp tác đồng thái với mọi thành phần của giáo hội, dấn thân cho mọi công tác công đồ, yêu mến phong trào một cách đặc biệt, trao dồi khả năng chuyên môn, hầu có thể phục vụ giúp việc cho giới trẻ không? Thưa nhờ ơn Chúa, chúng con xin hứa. Tập đoàn rất thân mến, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì trong thời đại này còn có những tâm hồn quảng đại như vậy. Từ đây xin mời quý trợ tá quỳ và đọc lời tuyên hứa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin hứa hết lòng dấn thân vào trọng trách giáo dục giới trẻ, trở thành những Kitô hữu hoàn hảo cho giáo hội và những công dân kiện toàn cho đất nước. Xin thánh hóa con qua đời sống trợ tá của phong trào thiếu nhi thánh thể, biết trao dồi đạo đức bản thân và thăng tiến khả năng chuyên môn để có thể hỗ trợ đoàn thiếu nhi thánh thể tự đạo viện và giúp đỡ các huynh trưởng trong mọi sinh hoạt một cách hữu hiệu. Xin Chúa Giêsu thánh thể trở thành trung tâm đời sống hàng ngày của con và giúp con giữ trọn lời đã hứa. Amen. Xin các trợ tá cùng đứng. Sau đây là nghi thức trao khăn trợ tá. Khăn quàng trợ tá màu đỏ viền xanh dương nói lên tấm lòng quảng đại
đức tính khiêm nhường và nhân hậu, cùng với tinh thần hy sinh phục vụ của người trợ tá trong phong trào thiên thánh thể. Này Chúa, xin hãy nhận các anh chị này vào số các trợ tá Chúa gọi để dấn thân phụng sự Chúa. Ước gì thánh quà mà chúng chị họ nhận lãnh hôm nay sẽ làm cho họ luôn thăng tiến trong cuộc sống làm công đồ cho giới trẻ. Xin chúc lành cho họ trên đường phục vụ đoàn thiên nhiên thánh thể tại giáo xứ địa phương. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu thánh thể, thù lạc tôi cao chùa phong trào chúng con. Amen. Xin cầu công đoàn chúng con tại trường nhà. Với trách nhiệm là tư lý miền Tây đại diện cho phong trào thiếu nhi thánh thể, giờ đây tôi xin chính thức nhận quý anh chị vào số các trợ tá của phong trào thiếu nhi thánh thể Việt Nam và Hoa Kỳ. Cầu chúc anh chị luôn sống như một chứng nhân của lòng nhân hậu và hăng say phục vụ phong trào. Chúng ta cùng cảm ơn và chúc mừng các anh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.